Mô lập mới nha anh em. Đây, dùng đôi 7 chim châu chảo nha. Cái này quýnh là xiên 3 luôn. Mình mới vừa đặt làm xong, ngày mai test làm video cho anh em xem ha. Hàng làm rất kỹ và rất đẹp nha anh em. Ngày mai mình đi mình quýnh thử chim chảo chảo nha, quýnh bạch vàng đó. Cái này mà xiên ba chắc phê lắm, cứ là một kèo ba em, một kèo ba em mà chắc phê lắm. Anh em thấy đẹp không? Anh em trước mình quýnh cái lập này không à, nhưng mà dính một lần hai con nó vẫn còn đá luôn nha, mình phải đặt ba mặt luôn.